Giới truyền thông Malaysia nổi điên với trọng tài người Nhật Bản. Sau trận thua 0-3 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam, giới truyền thông Malaysia đã nổi điên với trọng tài Sato Yuri, người Nhật Bản, và cho rằng ông này chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội nhà. Tờ New York Times đã giật tít một bài viết về trận thua của đội nhà trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình. Malaysia thất bại trong một trận cầu nhiều tranh cãi. Theo đó, tờ báo này viết, trọng tài Sato Yuri đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cho đội chủ nhà Việt Nam hưởng 11m sau va chạm giữa Văn Hậu và Azam Ami khi mà cả hai đã ở ngoài vòng cấm. Ông Sato Yuri còn có quyết định khó hiểu hơn khi rút thẻ đỏ với Azam, khiến tình thế trận đấu bị lật ngược. Cũng theo tờ New York Times đã cho biết, hy vọng lọt vào bán kết của Malaysia đang đứng trước thách thức rất lớn cũng bởi trận thua trước Việt Nam. Càng cay đắng hơn khi Malaysia đá hơn người từ phút thứ 32 nhưng lại thua đậm đến 0-3. Trong lúc tờ Ustan lại đặt ra câu hỏi, tại sao lại thủng 11m, trọng tài đã khiến các cổ động viên Malaysia nổi giận. Theo đó, tờ báo này cho biết, việc đưa ra một quả phạt đền chưa đủ lạ lùng, trọng tài Sato Ryuzu còn rút thẻ đỏ với Azam Ami khiến mọi người phải khó hiểu, ngay cả khán giả chủ nhà Việt Nam cũng còn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Utusan cũng nhắc lại việc trọng tài Sato Ryuji đã từng cho tuyển Việt Nam hưởng quả 11m ở trận thua 1-2 của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 6 năm ngoái. Trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato một lần nữa ám ảnh Malaysia, tờ báo này khẳng định. Tờ Cosmo đã giật tít, Malaysia thua Việt Nam 0-3, quyết định của trọng tài bị chỉ trích. Tờ báo này viết rằng tuyển Malaysia đã nhận thất bại bi thảm vì quyết định gây tranh cãi của trọng tài Sato Ryuji. Trong lúc tờ Ashwani đưa ra quan điểm rằng quyết định rút thẻ đỏ và trao cho tuyển Việt Nam quả phạt đền của trọng tài người Nhật Bản đã phá hỏng cơ hội chấm dứt cơn khát thắng lợi của tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình. Cần nói thêm, tình huống gây tranh cãi của trọng tài người Nhật Bản xảy ra ở phút thứ 59 khi Văn Hậu đột phá vào vòng cấm địa. Anh đã đẩy ngã hậu vệ số 2 của Malaysia và cả hai văng vào bảng quảng cáo. Có vẻ như ức chế với cú gài bóng này nên Azam Ami đã đạp vào đầu Văn Hậu. Kết quả, Ami bị trọng tài Sato truất quyền thi đấu sau khi tham khảo ý kiến với trọng tài biên trước sự bất ngờ của các cầu thủ Malaysia. Nhiều cổ động viên quá khích của Malaysia đã chắn đường xe chở trọng tài sau trận, muốn đòi lại công bằng cho đội nhà. Đây là hành động không đẹp trong bóng đá. Vì sao trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Malaysia và cho Việt Nam hưởng phạt đền? Theo đánh giá của giới cầm còi, quyết định của trọng tài Sato Ryuzu khi rút thẻ đỏ cầu thủ Malaysia và cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền là đúng luật. Phút thứ 62 của trận đấu, trọng tài Sato Ryuzu đã cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả 11m. Quyết định của vua áo đen người Nhật vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ Malaysia. Có vẻ như cảm giác bỏ lọt tội nên trọng tài Sato Ryuzu đã đến trao đổi thêm với trợ lý trọng tài thứ hai. Sau đó, trọng tài chính lại rút thẻ đỏ đối với Azam Ami. Trên chấm phạt đền, Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ thời cơ ngon ăn này để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Việc một cầu thủ của Malaysia bị truất quyền thi đấu đã giúp cho đội tuyển Việt Nam cân bằng về mặt quân số, bởi trước đó, Văn Toàn đã bị thẻ đỏ từ hiệp 1. Nói về quyết định thổi 11m và rút thẻ đỏ đối với Azam Ami, một cựu trọng tài FIFA của Việt Nam cho rằng ông trọng tài người Nhật Bản đã vận dụng đúng luật. Theo luật sửa đổi bổ sung, nếu đánh nguội ngoài sân vẫn bị phạt, quả phạt đền được thực hiện khi tình huống xảy ra gần với khu vực 16m50 và trọng tài chính sẽ kéo vào điểm gần nhất. Ở pha bóng đó, Văn Hậu tranh chấp với cầu thủ Malaysia. Cầu thủ áo vàng này lấy chân đá lại Văn Hậu nên đó là tình huống phạm lỗi. Dù ở ngoài sân nhưng gần khu vực 16m50 nên trọng tài đã vận dụng luật để kéo tình huống vào điểm gần nhất. Vì thế, quả 11m là chính xác. Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ Văn Toàn, bác bỏ đội tuyển Việt Nam chơi bạo lực. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời động viên cho Văn Toàn sau chiếc thẻ đỏ phải nhận khiến Việt Nam chơi mất người trong chiến thắng trước Malaysia ở AFF Cup 2022. Năm 2022 đã đi đến thời khắc cuối cùng. Chúng tôi nay có trận đấu cuối cùng với Malaysia. Chúng tôi đã thắng được. Trước khi vào trận, tôi muốn nói với các cầu thủ phải thắng trận này để tiễn năm 2022. Và các cầu thủ đã làm được để tặng người hâm mộ Việt Nam. Tôi rất vui về điều này. Huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Trận đấu này, Việt Nam và Malaysia thi đấu rất quyết liệt. Trọng tài người Nhật Bản Sato đã phải rút hai thẻ đỏ, đuổi hai cầu thủ bên phía hai đội rời sân. Trước câu hỏi của giới truyền thông, có nghĩ hai đội đã thi đấu bạo lực trong suốt thời gian trận đấu, ông Park cho biết, bóng đá là môn thể thao va chạm. Khi cầu thủ ra sân sẽ có tranh chấp để mang về chiến thắng cho đội nhà. Họ sẽ tiếp xúc cơ thể là điều bình thường. Bóng đá có luật, nếu vi phạm, các cầu thủ sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Tôi không nghĩ đó là bạo lực. Văn Toàn phải rời sân sớm ở phút thứ 33 vì nhận thẻ vàng thứ hai.
Sau khi tiền đạo này rời sân, đội tuyển Việt Nam vẫn tổ chức thi đấu khá tốt. Nói về tấm thẻ đỏ của cậu học trò và cách xây dựng chiến thuật để khắc chế Malaysia, ông Park chia sẻ, thẻ đỏ của Văn Toàn tôi rất tiếc, nếu tôi tiếc 10 thì bạn ấy buồn nhiều hơn. Rõ ràng việc bị thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng tới đội, nhưng tình huống đó không cố ý. Tôi nghĩ bạn ấy buồn về tình huống này. Tôi hy vọng đây là bài học để không cầu thủ nào mắc phải đáng tiếc nữa. Sau khi ra sân, chúng ta thua thiệt, tôi phải điều chỉnh lối chơi về phòng ngự khu vực. Hiệp 2, tôi chỉ đẩy một biên lên thôi, còn biên còn lại đá vào bên trong như một tiền vệ để tăng số lượng cầu thủ tuyến giữa không thua thiệt. Với việc vượt qua Malaysia và trước đó là Lào, đội tuyển Việt Nam đang rộng cửa vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết mục tiêu của ông cùng toàn đội là tập trung tới tốt từng trận đấu trên sân của Singapore. Thực ra chúng ta đá 4 trận nhưng mới đá 2 trận, tôi muốn bước từng bước một, phải đá chắc chắn. Mỗi trận đấu tôi đều huy động nguồn lực để có những kết quả tốt nhất. Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng, ông Park nhấn mạnh. Cổ động viên Malaysia, hậu vệ Việt Nam diễn xuất như Neymar của Brazil. Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia bằng 3 bàn thắng của Tiến Linh, Ngọc Hải và Hoàng Đức. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Pangol cùng tiền vệ Stuart John Wiggin đều thừa nhận Malaysia thua tâm phục khẩu phục trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi trận đấu khép lại, một bộ phận người hâm mộ Malaysia lại không nuốt trôi với thất bại này. Họ cho rằng trọng tài người Nhật Bản Sato Ryozu đã có những quyết định gây bất lợi cho Malaysia. Tình huống khiến cổ động viên Malaysia bức xúc nhất là pha bóng Azam Amy nhận thẻ đỏ rơi sân sau pha trả đũa Văn Hậu và Việt Nam được hưởng quả phạt 11m để Ngọc Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt trên chấm penalty ở phút thứ 60. Theo quan điểm của các cổ động viên Malaysia, hậu vệ mang áo số 5 của đội tuyển Việt Nam là Văn Hậu đã có pha phạm lỗi trước đó với cầu thủ áo vàng. Do không kiềm chế được cái đầu bốc hỏa, Azam Amy đã có hành động đánh nguội Văn Hậu. Thay vì phạt Văn Hậu, trọng tài người Nhật đã rút thẻ đỏ phạt cầu thủ Malaysia và cho Việt Nam được hưởng quả phạt penalty. Cầu thủ mang áo số 5 của Việt Nam là diễn viên xuất sắc. Ở đất nước khác như Brazil, chúng tôi gọi đó là Neymar. Cổ động viên Arilam viết trên trang Asian Football. Một cổ động viên khác đến từ Malaysia cũng đồng tình với nhận định trên khi khẳng định cậu ấy là diễn viên xuất sắc nhất Việt Nam, anh ta là người kích động trước. Trọng tài đã diễn chết trận đấu. Thua hay thắng không phải là vấn đề chính. Chúng ta muốn thấy cả hai chiến đấu công bằng, vuông vắn trọn vẹn, cống hiến cho cả hai bên. Tài khoản Abdurrahman bình luận. Hàng trăm bình luận khác trong bài đăng trên trang Asian Football cũng hướng đến chỉ trích trọng tài người Nhật Bản Sato Ryozu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khách quan thừa nhận Malaysia xứng đáng thua Việt Nam nếu bỏ qua những yếu tố về trọng tài. Dù lý do gì nữa, Việt Nam luôn thắng Malaysia. Cầu thủ Malaysia chỉ ngang tầm Brunei và Timor-Leste, cổ động viên Sukabeta viết. Tiền vệ Malaysia, Việt Nam là đội hàng đầu Đông Nam Á. Việt Nam là đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Hôm nay, phải đối đầu với họ quả thực không dễ dàng. Stuart John Wiggin chia sẻ sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam tối ngày 27 tháng 12. Malaysia hành quân đến Mỹ Đình với quyết tâm phá dớp chỉ hòa và thua trước Việt Nam từ năm 2014. Đội quân của huấn luyện viên Kim Pangol nhập cuộc khá tốt, tạo ra những khó khăn nhất định cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc bằng khoảnh khắc lóe sáng của Tiến Linh. Chân sút sinh năm 1997 di chuyển thông minh, đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau tình huống đá phạt góc của Hùng Dũng ở phút thứ 29. 4 phút sau màn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống vào bóng quyết liệt với cầu thủ đội khách. Trong thế trận chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của đội bóng lớn. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Azam Amy trả đũa Văn Hậu nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 60. Trên chấm penalty, Ngọc Hải thực hiện thành công nhân đôi cách biệt cho Việt Nam. Đến phút thứ 83, Hoàng Đức ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm kỹ thuật. Chúng tôi cố gắng thi đấu theo đúng kế hoạch của ban huấn luyện đề ra, nhưng bóng đá là thế, Việt Nam chơi tốt, tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn, nhưng Malaysia thì không thể. Chúng tôi sẽ cố gắng gặp trận cuối Singapore để giành chiến thắng và vào bán kết. Stuart John Wiggin nói về mục tiêu của Malaysia trước lượt cuối gặp Singapore. Tiền vệ Stuart John Wiggin thừa nhận Malaysia xứng đáng để thua Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup năm 2022.